Mới độ 7 giờ tối, ba ngọn đèn điện ở cửa dạp tuồng an lạc đã bật lên. Cây trống dựng nghiêng ở chân tường đã bắt đầu rung những hồi in ỏi. Hiệu trống ấy, cứ một nhịp, kéo dài cho đến tận 8 giờ, có khi 8 giờ 15, là lúc khai diễn. Thỉnh thoảng, thằng bé con vừa nện tùng tùng, vừa Huệ oải dục các ông các bà, lấy vé vào mà xem, gần đến giờ rồi. Đó là nó mời mấy ông nhỏ, mấy bà vú em, được dịp vắng chủ, ra đấy để xã giao, với nhau. Các ông, ông nào ông nấy tóc trải thật mượt, hoặc gài cái lược bằng dây thép uốn, bá vai nhau, vắt chân chéo khoeo, đứng ở trước cái bảng quảng cáo giấy vàng dán trên mặt liếp, để tập đánh vần quốc ngữ. Các bà thì áo cánh cộc lụa mặc ra ngoài áo cánh cộc vải, kệ cho lũ trẻ đứa chạy tung tăng, đứa bò lồm ngồm. Ngồi ở gần hàng nước, phàn nàn bà chủ nhiệt hoặc nói chuyện chồng bạc tình. Rất ít người lấy vé vào coi hát tiếng trống vẫn làm đinh tai. Trong cái buồng hẹp ngay cạnh cửa, có lỗ tỏ vò bé còn con, trước cái bàn để sẵn ba bốn tập vé, bà chủ ngồi thử mặt, vú vạch ra cho con bú. Không còn gì buồn bằng cảnh ế hàng. Trong dạp từ bảy giờ rưỡi trở đi, ba chiếc quạt tây buộc díu vào một dây kéo, đã bắt đầu hoạt động. Ghế các hàng, lác đác đã có một vài người ngồi. Ngọn gió nhân tạo không phải được tới những dãy ghế cuối cùng, cao lêu đêu, dãy ghế hạng năm xu mà người ngồi đếm được gần bốn chục. trong khi chờ, khán giả cười to, nói lớn, nhổ bậy hoặc cãi nhau. nhưng bỗng một hồi chuông rung mạnh, đèn phía trong sân khấu bật lên, làm rõ những mảnh sơn bong trên lớp vải màn mỏng bao nhiêu, thì làm mờ cái phong cảnh vẽ đi bấy nhiêu. trống, kèn, nhị, thanh la, tung ra những tiếng gắt vòng. bỗng một cái đầu bóng thỏ ra ngoài màn sân khấu, ngơ ngác nhìn một nhịp cười rồn ở hàng ghế bét, một hồi chuông rung ngắn nữa, chiếc màn từ từ cút kít cuốn lên từng nấc, cảnh triều đình. Người ta suyệt, người ta hét im, nhưng ở cuối rạp vẫn cười to, nói lớn, vẫn nhổ bậy, cãi nhau. Vài vua gầy gò, ngồi trên cao, trước cái phong sơn thủy, vuốt bộ đuôi ngựa làm bức rèm mồm, nhìn hai dãy bá quan, hát những câu không ai nghe rõ. Bá quan nghiêm chỉnh, thỉnh thoảng sờ nạm dâu anh em ruột với dâu của vua mắt liếc ngang liếc dọc, ra vẻ trịnh trọng. Rồi một anh nhỏ mõm, quần áo thâm, quỳ giữa sân khấu, bưng trên đầu cây đĩa bảy bốn chiếc chén không. Vua giơ tay mời, bá quan sáu người, thì bốn người đứng dậy, mỗi người cầm một chén, vạch dâu, kề tay vào mồm, hát cặn, rồi lại ngồi xuống. Vua cười kha khả, phán, rui, rui quá đi mất mà thôi, rồi cả bọn kép hát đứng dậy, đi bài tẩu mã. Tiếng kèn đưa cao, Giọng hát hùng hồn vang nhịp, ăn theo với điệu bộ múa may. Ở hàng ghế dưới, tiếng ồn ào đã hơi dịu. Bỗng anh nhỏ mõm ban nãy, ở trong buồng trò chạy ra, hớt hơ hớt hài. Anh vấp vào một vai quan, ngã lộn tùng phèo. Tiếng vỗ tay ran như tràng pháo, để thưởng cho anh kép hát pha trò đậm. Ngã rong, anh kép đứng phát dậy, đứng thật ngay, xòe năm ngón tay lên chán để chào kiểu nhà binh. Người ta lại cười, vừa nói giọng Sài Gòn phán hỏi chi mà bay rội ràng làm dậy thằng kia giả dạ, thậm cấp thậm cấp chí nguy chí nguy quân nước phiên đã kéo đến lâm truy cách kinh kỳ có ba km ai ai vua quát vậy rồi với chiếc nậm gỗ đập chan chát ai ai nếu dậy khổ giã trầm khổ giã nguy tai thị nguy tai cuộc chiến tranh nếu cứ kéo dài ta e nữa mô mai dâm khô ớ này bá quang giả dạ rồi vua gò lưng, lắc đầu, lắc cổ, hết, quân phiêng đã lâm truy kéo tới, làm rua tôi lại gặp buổi giang nang, chẫm truyền cho răng rõ bá quang, xem ai có tài có gang ra giúp nước, hà. Vừa dứt lời, hai anh kép mồm nhãn tín, ngồi ngoài cùng, ban nãy chơ khắc không được đánh chén, vội đứng cả dậy, săn áo thêu, sóc lại mũ, rồi múa may, uốn éo, làm bộ dương súng, cưỡi ngựa, vặn ô tô, nhảy xe đạp. Người xem hát cười rầm rầm, hai anh lại nhảy xe đạp, vặn ô tô, cưỡi ngựa, dương súng một lượt nữa, đụng cả vào nhau, ngã nghiêng ngửa, cho đến tận lúc tiếng cười ngớt, rồi trong rạp im phăng phắc, một luồng gió qua chỗ đi tiểu, đượm mùi cống, lọt vào cửa tò vò, làm cho cả rạp thấy thoang thoảng luồng không khí hăng hăng. Nhưng không ai để ý đến, người ta chăm chú nhìn và nghe hai anh kép đương phệnh phạo dở lối anh hùng dương. Anh bên phải vươn cổ nói: đã có tôi phò tá anh bên trái ngoác mồm tiếp lại có mộ tá phò rồi cả hai anh đồng thanh vừa hát vừa giơ tay xin thánh thượng đừng lo đoạn lại cùng vênh váo trò vào ngực mình đã có tôi phò tá dứt lời hồi vỗ tay sao mà vang và lâu thế thằng bé bán nước và lạp giang lách qua các chỗ ngồi để giao hàng trên sân khấu vẫn diễn ra những điệu bộ và những câu pha trò nhảm nhí hai ba ông quần áo Tây ngồi trên hạng nhất, thở dài, rồi đứng dậy ra về. Nhưng hàng cuối cùng mỗi lúc một thêm người, mà cũng chỉ đông ở hạng ấy. Nhìn khu ghế nhất, ghế nhì, khách vắng tanh tanh, ông chủ gánh hát lo lắng. Ở ngoài đường, bọn tìm cuộc vui buổi tối vẫn đi lại rầm rập. Nhưng mấy ai qua dạp an lạc, nghe tiếng kèn, tiếng nhị, đã chịu liếc mắt vào trong, xem đào kép áo mũ dâu ria, diễn những trò gì. Mấy năm nay, ít người thích nghe hát tuồng cổ, cộng cộng gánh an lạc dọn đi đâu mấy tháng, nay lại mới về, thuê ở chỗ cũ. Ngay từ buổi sáng, ở cửa rạp, người qua đường vô ý đến đâu cũng phải trông thấy một cái cổng kết bằng lá dừa, gài thêm những cảnh nhãn cài hoa dâm bụt. Trên cổng, hàng chục chiếc cờ pháp, nam bay tiếu tít. Trên tường, một miếng vải trắng căng thẳng, có dán một dòng chữ trang kim, đào kép mới. Bản rạp chấn trình đào kép mới, rồi đến 5 giờ chiều, lúc mặt trời đã xế, trước nhà hát, bảy chiếc xe cao su đã trực sẵn cả ở vệ đường. Một lát, bảy chiếc xe thong thả bước một tiến đi. Xe đầu, một cái biển dán giấy đỏ, có chữ viết lớn, đại diện tích hát mới. Lưu lễ bình phiên bản dạp mới chấn trình, đào kép mới, ngồi trong xe, một thằng bé con dơ thẳng hai cánh, nện vào mặt chiếc trống cái, và một thằng nữa, đánh thanh la, thỉnh thoảng phồng má thổi bài kèn tây ra chân. Xe thứ nhì, bốn tài tử, người kéo nhị ngồi phệt dưới sàn xe, hai người thổi kèn và sáo, lèn nhau trên đệm, và người đánh đàn ngồi chỗ mui, giang hai cẳng để lấy thăng bằng. Xe thứ ba, một cô tiểu thư mắt tuết, mặt trắng, má đỏ, với một con bé tóc xõa Hai người cùng áo gấm, giày tồng. Xe thứ tư, ba ông ngồi kẹp đùi vào lưng nhau, một ông thượng ban, một ông trung ban, một ông hạ ban, cùng mũ cánh, áo thiêu, ông thì mặt đỏ, ông thì dâu dài, ông thì mũi hin, tai bẹp. Xe thứ năm, thứ sáu cũng vậy, cũng những ông trông ra phết thái sư, xe thứ bảy, thì một cô xấu, nhưng tân thời, mặt phấn má hồng, môi đỏ, dễ lệch, chiếc áo căng lườn, trông tức anh ách, như một bài thơ thất luật. Đoàn xe quảng cáo 15 vị đào kép mới, đi diễu hết phố này sang phố khác. Mặt trời chưa lặn, ngọn cây đứng yên bóng dâm mới lấn được nửa đường bên trái. Bọn đào kép phải phơi dưới ánh nắng nóng như thiêu, trên mặt phấn một vài người, mồ hôi lấm tấm, rồi dòng ròng nhỏ giọt. Họ lấy quạt che nắng và phẩy, xong, trời này mà họ cứ mu áo ấy, đài mạng ấy, để đi rong phố, thì dù họ có cô kheo giữ lấy bộ mặt tươi tỉnh, nhưng ai chẳng đoán được cái cảnh đáng thương của kiếp đào kép hát tuông. Cộng cộng tối hôm ấy, cũng mới độ 7 giờ, sáu ngọn đèn điện làm sáng trưng cả cửa dạp an lạc. Thằng bé con lại khua trống rầm rầm, các ông bếp, các bà vú em vẫn xã giao, đi lại nhộn nhịp. Nhưng trước cái bảng giấy đỏ, đã có nhiều ông sang trọng đứng đọc, và qua cái lỗ hổng bán vé, thỉnh thoảng một vài cái tay trắng nuột thò vào xỉa tiền. Độ 8 giờ, trong dạp đã nhiều khách, trên dãy ghế hạng nhất, có chừng hai chục người, hạng nhì đông hơn, hạng ba đông hơn nữa, hạng năm xu càng đông hơn người ta thử xem dạp an lạc chấn chỉnh người ta thử xem tài đào kép mới người ta thử xem tích hát mới nhưng rồi người ta lắc đầu với nhau vẫn cái màn lở sơn cũ che sân khấu không được kín vẫn cái đầu bóng trước ngó ra và sau một hồi chuông dung thì cái màn ấy cũng vẫn cút kít cuốn dần lên từng nấc cảnh triều đình sau một vài tiếng im tiếng suỵt ở hàng ghế dài cuối cùng cao lêu đêu họ vẫn cười to nói lớn nhổ bậy cãi nhau trước cây phong sơn thủy vá, vai vua, mặt mũi phương phi, không đeo dâu, ngồi trên ngai cao, mắt liếc bên phải bên trái, có vẻ oai vệ, để nhìn hai dãy bá quan, và hát những câu không ai nghe rõ. Rồi một anh mõm trắng, quần áo đỏ, quỳ giữa sân khấu, bưng trên đầu cây đĩa bầy sáu chiếc chén không. Vua giơ tay mời, bá quan sáu người, thì cả sáu người đều nhấc chén, vạch dâu, ngửa cổ ra để uống rượu bằng không khí anh mõm trắng cầm chiếc nậm gỗ, dưới vào chén một lượt rượu nữa. Bá quan lại uống một tuần nữa và kêu say. Lúc ấy, anh mõm trắng đứng dậy nhìn một vai quan đang lảo đảo. Anh lướt tay vào nạm dâu của hắn, rồi quệt vào mồm mình. Thế là say đổ điên đổ cuồng, mắt trợn ngược lên, chạnh choàng, sờ soạng, ngả bên kia, dối bên nọ, mãi mới vào được buồng trò. Trời ơi, người ta cười, người ta vỗ tay, tưởng đến vỡ dạp vua cười kha khả, phán, rui, rui quá đi mất mà thôi, rồi bài tẩu mã theo giọng kèn, hùng hồn vang nhịp, bỗng anh mõm trắng ban nãy, hớt hơ hớt hải chạy ra. Anh vấp vào một vai quan, ngã lộn tùng phèo, tiếng cười lại vang động, ngã xong, anh đứng phát dậy, ngay như tượng gỗ, xòe năm ngón tay lên trán để chào kiểu nhà binh. Người ta lại cười, vua nói giọng Sài Gòn, phán hỏi, chi mà bay rội ràng làm dậy thằng kia. Giả, dạ, thậm cấp, thậm cấp, chí nguy, chí nguy. Quân nước phiên đã kéo đến Lâm Truy, cách kinh kỳ có 3 km. Ai, ai, vua quát vậy, rồi với chiếc nậm gỗ, đập chan chát, ai ai. Nếu dậy, khổ dã chân khổ dã nguy tai thị nguy tai. Cuộc chiến tranh nếu cứ kéo dài, ta e nữa một mai dâm khổ. Ớ này, bá quang, giả, dạ, vua hết, quân phiên đã Lâm Truy kéo tới làm rua tôi lại gặp bùi giang nang, chẫm truyền cho răng rõ bá quang, xem ai có tài có gang ra giúp nước. Hà! Hai anh kép ngồi ngoài, một anh mặt đen, dâu đỏ, phun phè phè từ thái dương đến môi, một anh mặt trắng, dâu vẽ bằng mực, lanh lẹ săn áo, xốc mũ, múa may, uốn éo, làm bộ dương súng, cưỡi ngựa, vặn ô tô, nhảy xe đạp. Tiếng cười lại vang lừng, anh bên phải lắc đầu lắc cổ, nói, đã có tôi phò tá anh bên trái vươn cổ, phụng phạo tiếp, lại có mộ tá phò. Rồi cả hai anh cùng giơ tay và cùng hát, xin thánh thượng đừng lo. Đoạn lại cùng vênh váo trò vào ngực mình, đã có tôi, phò tá. Trên hàng ghế đầu, người ta nhăn mặt, bàn tán, nhảm quá. Ta phải lừa rồi, phải, họ nói láo, chưa chấn chỉnh cái cóc khô gì. Vẫn đồ bài chi ấy, có đào kép mới mà vẫn hát tích cũ, thì có khác trước tí nào. Một người tinh mắt, mỉm cười, trò lên sân khấu nói, các ngài thử nhìn kỹ xem bọn kép này là mới hay cũ. Cái anh lần trước ngồi kia, thì bây giờ bỏ bộ dâu ra và ngồi đây. Cái anh ngồi bên này bây giờ vận mũ khác, áo khác và vẽ mặt khác, và được độ một vài thằng kép khổ hoặc con đảo ươn, mà đã nhặng lên là mới, là chấn trình, thì chúng mình chỉ mắc một lần là cùng. Rồi cùng thất vọng, rủ nhau ra, cộng cộng từ hôm sau trở đi, chiều nào cũng vậy, cỡ độ 5 giờ bọn đào kép ban an lạc lại mũ mãng, phấn sáp, dâu ria, ngồi chơi cháo trên xe cao su, đi diễu qua các phố để phơi nắng cái đời hát tuồng còn ngắc ngoài. Nhưng những người đã xem diễn qua một tối, họ đều chán ngán. Nghe tiếng trống kèn cổ động ầm ĩ, họ cũng biết rằng gánh hát còn sông đó. Xong, chẳng ai muốn để ý xem tối nay, trong dạp, bọn vua quan trò hề ấy họ ậm hẹ với nhau những trò gì chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn hy vọng qua câu chuyện chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa